chào anh Sáu, chào anh Vũ. Vâng, hôm nay đi tham quan cái vườn mít ở cái trang trại mà rộng 800 hecta ở Kiên Giang. Thì ngoài cái bón cho lúa ra, lúa thì chúng tôi phân thành các cái ô, thì còn cái vườn cây ăn trái nữa. Thì đây là cái vườn mít, thì anh Sáu cho biết là cái vườn mít này là anh trồng bón cái phân con lười đến nay là được bao nhiêu năm rồi? Cái mít này năm nay tôi trồng là được khoảng hơn 2 năm rồi. Thế có hơn 2 năm rồi mà cây nó cao. Vâng, đấy. Thế như này, thì anh sử dụng cái phân bón gì, anh chăm sóc như thế nào? Cái này là tôi trồng lúc mới trồng thì là chủ yếu là phân phân bò, rồi phân trộn mới lại cho các. Thế còn hàng năm là bây giờ tôi bón cái phân con lười. Một năm, mỗi một năm bón một lần. Một năm mỗi một lần thôi. Mỗi một lần là bón như cây như này khoảng 1 kg đến hơn 1 kg. Thế thôi ạ. Vâng, thế thôi. Thế thì anh thấy là khi bón phân con lười vào thì anh thấy cái bộ lá nó thế nào? Đấy. Cái màu lá thế nào? Đây, các quý vị nhìn thấy cây này, lá rất đẹp. Lá bóng, óng bóng dày. Lá già thì nó có màu xanh và đậm, và lá to, bản lá dày. Thế nhưng mà ví dụ các lá non nó bật ra đây này thì là nó có cái màu bóng và cái gân nó sáng rõ ràng. Lá nó to như cái bàn tay này. Nó khác hẳn với những cây không được bón phân con lười. Và cái này là mới chỉ có bao nhiêu 2 năm, hơn 2 năm à? Hơn 2 năm. Hơn 2 năm. Trái đã cho trái đây rồi. Đấy, có trái đấy. Đây chúng ta quay vào đây. Giống này là giống mít sớm. Mít sớm. Đây. Có các cái trái bao này rồi. Thế nên là cây có thể là hơn 1 năm nó cũng ra trái rồi. Mít này nó gọi là mít gì anh? Cái này nó gọi là mít mít Thái đấy. Mít Thái đấy ạ. Mỗi một trái này thì nếu nó to thì trung bình nó nếu được bao nhiêu tí? Nó to. Đấy. Thì những cây có thể là từ 10 cho đến 12 kg một cây, một trái. Một trái. 12 kg. Thì đây là bói nên mình để mấy trái thôi đúng không? Những cây bói này thì thường để khoảng 2-3 trái thôi. 2-3 trái. Thế mà mới được hơn 2 năm, hơn 2 năm mà cái mít đã cao phải đến 5-6 mét này. Đấy, như vậy là hiệu quả. Thế thì anh bón đầu tiên thì anh cho lót phân bò đúng không? Phân bò, cho các thứ. Nhưng sau bao lâu thì anh cho bón phân con lười? Thì nó khi cây nó tốt lên khoảng trên 1 mét thì bắt đầu là bón phân con lười. Thế thì bây giờ thì cứ 1 năm mình bón 1 lần. Bón đúng 1 lần thôi. Duy nhất là trái xong thì là mình bón. Vâng, tức là cách bón của anh là như nào? Là anh cuốc hố lên, rồi chôn phân, cho phân vào đấy rồi lấp đi. À, thế thôi thì 1 năm có 1 cân. Vâng. Cân hơn cân nhưng mà nó tốt như thế này. Quá tuyệt vời. Thì hiệu quả về kinh tế và máy là rất cao. Vâng. Và cái cây nó không bị sâu bệnh nữa. Cây nó không bị sâu bệnh. Cái đấy là một vấn đề quan trọng. Thế bình thường như là với cây ăn trái thì hàng năm thì người ta phải bón khoảng từ 3 đến 4 lần. Thế như ở ngoài Bắc hoặc là các nơi trồng cây ăn trái người ta phải bón được 3 đến 4 lần. Đấy, tức là sau khi cây ở đây đất nó cũng tốt. Và sau khi mà thu hoạch xong thì người ta sẽ bón. Bón trước khi ra hoa, sau khi đậu quả, ngoài ra còn phải phun xịt rất nhiều để mà nó mới cho được trái và cây nó mới tốt. Nhưng mà đối với lại cái vườn mít, gọi là vườn mít sạch ở đây thì như anh Sáu thì cho bón 1 năm có 1 lần. Và anh có phải phun xịt cái gì không? Không, cái mít này thì không phải phun xịt gì. Không phải phun xịt gì đúng không? Chỉ có bao trái thôi. Như trái bao trái. Bao đúng không? Tức là khi ra trái đây thì bao. Bao lại để cho sâu nó đỡ xâm nhập.